Xin kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Chương trình của chúng tôi ngày hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Các địa phương triển khai nhiều công trình phần việc chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ 16. Huyện Bảo Yên sẵn sàng cho ngày toàn dân đưa trẻ đến trường. Bảo hiểm y tế đồng hành đảm bảo an sinh xã hội cho người dân vùng cao. Sau đây là nội dung chi tiết chương trình, mời quý vị và các bạn cùng quan tâm theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 3 tháng 9 dưới sự chủ trì của đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương đã tổ chức giao ban trực tuyến toàn quốc đánh giá kết quả đạt được trong công tác xây dựng Đảng tháng 8 và 8 tháng năm 2020, giải pháp nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2020, giới thiệu một số mô hình mới, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong thực hiện chỉ thị của Trung ương về tổ chức Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội lần thứ 13 của Đảng. Dự hội nghị tại điểm cầu Lào Cai có đồng chí Phạm Toàn Thắng, trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, các đồng chí lãnh đạo Ban Tổ chức các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy. Báo cáo tóm tắt tại hội nghị nêu rõ, đến ngày 31 tháng 8 năm 2020, cả nước đã tổ chức 1.289 trên 1.311 đại hội cấp cơ sở, đạt 99%. Trong đó có 62 trên 67 đảng bộ đã hoàn thành đại hội cấp trên trực tiếp cấp cơ sở. Trong đó Lào Cai, Yên Bái, Quảng Ninh là những địa phương đã hoàn thành đại hội cấp trên trực tiếp cấp cơ sở sớm nhất trong cả nước. Có 119 đại hội thí điểm bầu trực tiếp bí thư. Trong đó Quảng Ninh, Yên Bái, Hà Tĩnh đã thực hiện bầu trực tiếp bí thư tại 100% đại hội. Nhìn chung công tác chuẩn bị đại hội đã được các cấp ủy chỉ đạo sát sao, thực hiện nghiêm túc, bám sát quy định, hướng dẫn của Trung ương. Chất lượng văn kiện, việc thảo luận, đóng góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện đại hội cấp trên được nâng lên. Công tác nhân sự chỉ đạo được chặt chẽ, thực hiện đúng quy trình 5 bước, đảm bảo dân chủ, khách quan. Về bầu cử đảm bảo đúng nguyên tắc, thủ tục, kết quả bầu cử cơ bản đáp ứng yêu cầu về chất lượng, số lượng và cơ cấu. Báo cáo tại hội nghị cũng đánh giá rõ những khuyết điểm, nguyên nhân và một số vấn đề cần quan tâm, đề ra giải pháp trọng tâm trong tháng 9, gồm các nội dung nhờ tích cực tham mưu chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng bộ trực thuộc Trung ương, tập trung chuẩn bị các nội dung phục vụ các hội nghị Trung ương năm 2020, tiếp tục thực hiện, hoàn thành đúng tiến độ và có chất lượng các đề án, nhiệm vụ theo chương trình công tác của cấp ủy các cấp, phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp, thực hiện có hiệu quả các nghị quyết Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng gắn với việc chuẩn bị nhân sự Đại hội 13 của Đảng, thực hiện nghiêm túc quy định số 205 của Bộ Chính trị về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền, nhất là trong việc chuẩn bị nhân sự Đại hội Đảng các cấp, kiên quyết chống các biểu hiện, cơ hội, vận động cục bộ, phe cánh, lợi ích nhóm, cảnh giác với những âm mưu thủ đoạn của các thế lực tìm cách gây rối, chia rẽ nội bộ. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng Ban Tổ chức Trung ương đánh giá cao phát biểu của các đại biểu bám sát với thực tế của các địa phương, giúp Trung ương có thêm các giải pháp trong chỉ đạo điều hành. Thời gian tới các địa phương cần tập trung tiếp tục hoàn thành các văn kiện đại hội, kiểm điểm chỉ rõ những tồn tại, hạn chế, rút ra kinh nghiệm, đề ra phương hướng nhiệm vụ giai đoạn mới, tăng cường củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng. Thực hiện tốt 3 nhóm nhiệm vụ về xây dựng Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ, phát triển kinh tế văn hóa, đảm bảo quốc phòng an ninh. Thưa quý vị và các bạn, đợt thi đua đặc biệt là thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ 16, nhiệm kỳ 2020-2025 và chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12 đang có sức lan tỏa mạnh mẽ, nhận được sự hưởng ứng của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đã có nhiều công trình phần việc ý nghĩa được triển khai thực hiện, góp phần hoàn thành hệ thống cơ sở hạ tầng, làm đẹp cho bộ mặt nông thôn và xây dựng đô thị văn minh trên khắp các địa phương của tỉnh. Ghi nhận tại phường Xuân Tăng, thành phố Lào Cai. Đây là tuyến đường bê tông xi măng dẫn vào tổ 6, khu dân cư số 4 phường Xuân Tăng với chiều dài trên 1.000m, rộng 3m vừa được hoàn thành đưa vào sử dụng. Công trình có tổng kinh phí gần 600 triệu đồng, trong đó có 100 triệu đồng từ nguồn ngân sách, còn lại nhân dân trong thôn đã tự nguyện đóng góp thêm tiền mặt, ngày công lao động, hiến đất để hoàn thành tuyến đường. Mặc dù cái bà con đây là cũng rất khó khăn trong cái vấn đề là về kinh tế, nhưng mà qua chi bộ cũng như tổ dân phố và các cái tổ chức chính trị xã hội của khu dân cư đã vận động bà con đóng góp cái tiền, đặc biệt là kêu gọi các cái mạnh thường quân. Sau khi con đường làm ra hoàn thành thì trước hết là bà con là con đường là đi lại là thuận tiện, thứ hai là về cái nâng cao cái đời sống của bà con lên mức cao hơn Và đặc biệt là về cái bộ mặt của xã hội khu dân cư là cũng đã được cái thay đổi nhiều. Vì mọi người, vì hàng xóm, vì con cái mình sau này thôi. Thế thì đường đến đâu thì mình sẽ, gia đình mình cũng tự nguyện đấy là nó có một chút gọi là đóng góp cùng với lại tổ rồi là cùng mọi người vậy thôi. Không có gì cả, rất đơn giản. Cùng với tuyến đường trên, hiện nay các tổ dân phố, khu dân cư khác trên địa bàn phường Xuân Tăng cũng chủ động lựa chọn các công trình phần việc phù hợp để lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng Bộ Tỉnh lần thứ 16. Tháng 3 vừa rồi thì chúng tôi đã làm một con đường cũng chiều dài là 500 m, thì cũng đã hoàn thành xong. Thế hiện tại là theo sự chỉ đạo của cấp trên cũng như là nghị quyết của chi bộ thì chúng tôi cũng đã chuẩn bị và khởi công cái con đường là tiếp theo 500 m để chào mừng Đại hội Đảng các cấp. Thì chúng tôi đã tổ chức họp bà con nhân dân là được 2 lần. Thế thì cũng đã có đạt được một cái đồng thuận rất là cao là cái phần là tham gia đóng góp. Trên địa bàn phường đã triển khai rất nhiều những cái công trình phần việc để chào mừng Đại hội Đảng các cấp. Trong đó thì chúng tôi tập trung rất là lớn vào công tác đô thị, chỉnh trang đô thị, vệ sinh môi trường và thực hiện các cái công trình phần việc như là một là cái tuyến đường, tuyến phố văn minh tiêu biểu, thứ hai nữa là các cái tuyến đường giao thông để đảm bảo bê tông hóa cho nhân dân đi lại được thuận lợi. Và để thực hiện được việc đó thì trước tiên là có cái sự chỉ đạo sát sao của cấp ủy chính quyền địa phương cũng phải quyết tâm rất là cao. Thứ hai là sự vào cuộc trong công tác tuyên truyền vận động của Mặt trận Tổ quốc cũng như là các cái đoàn thể của phường. Và đặc biệt đó là sự vào cuộc của bí thư chi bộ, tổ trưởng dân phố và quan trọng nhất ở đây là lòng dân, sự đồng thuận của nhân dân hưởng ứng cao, tạo được một cái phong trào thi đua rộng khắp trên địa bàn phường. Bằng những việc làm hành động cụ thể xuất phát từ thực tế và đáp ứng được với mong muốn của người dân, hy vọng sẽ có ngày càng nhiều hơn những công trình phần việc ý nghĩa của các địa phương chào mừng Đại hội Đảng các cấp, góp phần xây dựng thành phố Biên Cương ngày càng phát triển. Tháng 8 vừa qua, ngành nông nghiệp và các địa phương đã có nhiều nỗ lực trong công tác kiểm soát dịch bệnh, đảm bảo phát triển chăn nuôi đạt hiệu quả. Trong tháng, dịch bệnh tả lợn châu Phi phát sinh tại 210 hộ chăn nuôi thuộc 42 thôn của 9 xã, làm cho 711 con lợn mắc bệnh phải tiêu hủy, khối lượng tiêu hủy là trên 35 tấn. Ngay sau khi có thông tin về dịch bệnh, ngành nông nghiệp đã phối hợp với các địa phương tổ chức triển khai đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo quy định, đồng thời cấp đầy đủ hóa chất, trang thiết bị bảo hộ phục vụ cho công tác phòng chống dịch bệnh. Đến nay đã có 43 xã dịch bệnh được khống chế, dập tắt và thực hiện công bố. Cùng với việc phòng chống dịch tả lợn châu Phi, các địa phương cũng đã thực hiện tiêm phòng được hơn 277.000 liều vaccine các loại cho đàn gia súc, gia cầm. Bên cạnh số lượng vaccine, ngân sách tỉnh hỗ trợ, người chăn nuôi đã chủ động đầu tư kinh phí tiêm phòng một số loại vaccine, tiêm phòng cho lợn ước khoảng 120.000 liều, vaccine gia cầm ước khoảng 700.000 liều. Tổng đàn gia cầm trên địa bàn tỉnh Lào Cai hiện vào khoảng 6.436.000 con. So với cùng kỳ năm trước thì tăng gần 55%, trong đó đàn gà tăng trưởng mạnh nhất, hơn 55% so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân của việc đàn gia cầm trên địa bàn tỉnh tăng mạnh về số lượng là do ảnh hưởng của dịch tả lợn châu Phi. Nhiều hộ chăn nuôi lợn không thực hiện tái đàn trở lại mà chuyển sang đầu tư chăn nuôi gia cầm. Thêm vào đó, khi giá thịt lợn tăng cao, khiến nhiều người tiêu dùng chuyển sang lựa chọn sử dụng thịt gia cầm cho bữa ăn hàng ngày. Vì vậy, giá gia cầm dao động ở mức ổn định. Người dân chuyển hướng đầu tư sang phát triển đàn gia cầm. Mặt khác, do thời tiết thuận lợi cho việc phát triển chăn nuôi, các hộ quan tâm thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh, vệ sinh chuồng trại nên không có dịch bệnh lớn xảy ra. Trong bối cảnh dịch tả lợn châu Phi vẫn có nguy cơ bùng phát trở lại, thì việc các hộ chăn nuôi đẩy mạnh phát triển đàn gia cầm được cho là một hướng đi hiệu quả nhằm giúp cho người dân giải quyết phần nào những khó khăn về kinh tế, đảm bảo nguồn thực phẩm, đáp ứng nhu cầu của thị trường. Để chuẩn bị đội ngũ viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo năm học 2020-2021, Sở Giáo dục và Đào tạo Lào Cai đã ra thông báo hợp đồng lao động đối với giáo viên trung học phổ thông năm học 2020-2021. Theo đó, số lượng vị trí giáo viên cần hợp đồng lao động có 52 chỉ tiêu ở các bộ môn là toán, vật lý, hóa học, sinh học, ngữ văn, lịch sử, địa lý, thể dục, giáo dục quốc phòng, an ninh, tin học, tiếng Anh. Ngoài các chỉ tiêu hợp đồng trên, trong năm học nếu đội ngũ có sự biến động do nghỉ hưu, thôi việc, chuyển công tác, Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ tiếp tục bổ sung giáo viên hợp đồng vào làm việc tại những vị trí đó. Để đăng ký hợp đồng lao động, các ứng viên phải có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên trung học phổ thông trở lên hoặc có bằng cử nhân trở lên các chuyên ngành phù hợp với bộ môn giảng dạy và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm đối với giáo viên trung học phổ thông. Hình thức xét hợp đồng là xét kết quả học tập, bao gồm điểm học tập và điểm tốt nghiệp của người đăng ký hợp đồng. Điểm học tập và điểm tốt nghiệp được quy đổi theo thang điểm 100, lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp, ưu tiên người có trình độ thạc sĩ, tiến sĩ. Trong trường hợp người đăng ký hợp đồng được đào tạo theo hệ thống tín chỉ thì điểm học tập đồng thời là điểm tốt nghiệp và được quy đổi theo thang điểm 100. Thời hạn hợp đồng từ ngày 15 tháng 9 năm 2020 đến hết ngày 31 tháng 5 năm 2021. Thưa quý vị và các bạn, ngày 5 tháng 9, học sinh cả nước sẽ chính thức bước vào năm học mới 2020-2021. Không khí trước ngày khai giảng hết sức rộn ràng. Tại huyện Bảo Yên, mọi công tác chuẩn bị cho ngày toàn dân đưa trẻ đến trường đã hoàn tất. Năm nay, cậu con trai của gia đình chị Cổ Thị Hòa, bản Bắc Mạc, xã Vĩnh Yên bước vào lớp 1. Tạm gác lại công việc thường ngày, chị Hòa dành thời gian sắm sửa quần áo mới, đồ dùng cần thiết cho con trai mình. Nhưng năm gần đây, kinh tế của gia đình khấm khá hơn trước. Chị cũng dành nhiều sự quan tâm hơn tới việc học của con em mình. Vào năm học mới, thì kết hợp với các thầy cô giáo cũng mua được sách vở cho các con học. Với lại bây giờ phụ huynh ở đây thì nó cũng quan tâm mấy con em ở trong nhà nhiều hơn. Như trước thì nó cũng khó khăn, bây giờ thì quan tâm nhiều hơn, thì có đầy đủ hơn. Năm học này, trường tiểu học số 1 Vĩnh Yên có 217 học sinh, thì trong đó có 60 em ở bán trú. Việc vận động học sinh ra lớp trước thềm năm học mới cũng không còn là nỗi lo của nhà trường, do nhận thức của người dân về sự học đã khác xưa rất nhiều. Ngay từ những ngày đầu tập trung, tỷ lệ chuyên cần tại đây đã đạt tuyệt đối. Cơ sở vật chất được đầu tư, nơi ăn trốn ở cho học sinh bán trú được đảm bảo, phụ huynh chung tay cùng nhà trường để chăm lo cho việc học của con em. Cũng tuyên truyền vận động các bậc phụ huynh thì cũng tham gia nhiệt tình các buổi lao động do nhà trường tổ chức. Thì cũng muốn là các phụ huynh đóng góp nhiệt tình bằng cái công sức của mình để tạo cái môi trường trong nhà trường xanh sạch đẹp. Trường đã tuyên truyền với bà con trong xã và tham mưu với Đảng ủy, chính quyền địa phương là năm nay nhà trường tiếp cận với một cái chương trình giáo dục phổ thông mới để làm sao bà con hiểu được về cái tính chất của cái chương trình giáo dục phổ thông mới, để khi bà con yên tâm cho con cái theo học ở cái chương trình này. Và nhà trường đã huy động lực lượng phụ huynh học sinh và các thầy cô giáo và các em học sinh lao động vệ sinh để phòng chống dịch Covid-19 và tu sửa cơ sở vật chất để đảm bảo đầy đủ cơ sở vật chất cho học sinh bước vào một năm học mới. Năm học 2020-2021, ngành giáo dục huyện Bảo Yên sẽ ứng dụng phương pháp giáo dục STEM trong dạy học, xây dựng thư viện tiên tiến, đổi mới công tác quản lý, giao quyền tự chủ cho các nhà trường để thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục. Đặc biệt, việc đưa học sinh lớp 3, lớp 4, lớp 5 ở những điểm trường lẻ về trung tâm học để nâng cao chất lượng sẽ được địa phương tiếp tục chú trọng trong năm học này. So với những năm trước thì năm nay cơ sở vật chất đã được quan tâm đầu tư nhiều hơn. Nhiều cái khối công trình lớp học được xây dựng theo cái chương trình đề án của tỉnh, đó là xóa phòng tạm, phòng thiếu. Thì hiện nay Bảo Yên đã được xây dựng rất nhiều. Vì trước đây Bảo Yên không có nhiều nguồn đầu tư cũng như các dự án đưa về. Nên là sau khi mà có cái đề án quy hoạch mạng lưới trường lớp cũng như là đưa học sinh 4 năm về trung tâm thì là cái việc đầu tư cơ sở vật chất đã được quan tâm hơn rất nhiều so với trước đây. Hơn 21.600 học sinh tại 72 trường học cùng 1.770 cán bộ quản lý giáo viên của huyện Bảo Yên đang háo hức chờ đợi ngày khai trường. Dù vẫn còn đó những khó khăn, nhưng với sự chủ động của cấp ủy chính quyền, ngành giáo dục và cả các bậc phụ huynh, huyện Bảo Yên hướng đến một năm học mới thành công. Theo số liệu thống kê, trong 8 tháng của năm 2020, trên địa bàn tỉnh Lào Cai đã xảy ra 28 đợt thiên tai, làm 7 người chết, 11 người bị thương, thiệt hại gây ra lên tới trên 151 tỷ đồng. Ngoài thiệt hại về người, mưa lũ đã làm 5.551 nhà ở bị sập đổ, hư hỏng. Trong đó thiệt hại từ 70% trở lên có 63 nhà, từ 50 đến 70% là 768 nhà, còn lại là thiệt hại một phần và từ 30 đến 50%. Về sản xuất nông nghiệp, có 2.128 hectare bị ảnh hưởng, mất trắng. Ngoài ra, các cây công nghiệp, cây dược liệu, cây trồng hàng năm, cây ăn quả cũng bị thiệt hại lớn. Diện tích nuôi trồng thủy sản, nhà vườn trồng hoa, cây cảnh, đàn gia súc gia cầm cũng bị cuốn trôi, bị ảnh hưởng. Đối với cơ sở hạ tầng, toàn tỉnh có 3 điểm trường, một khu du lịch văn hóa tâm linh bị hư hỏng, 15 công trình thủy lợi bị hư hỏng và sạt lở đất, phải xây dựng kè bảo vệ khu dân cư, bảo vệ đường giao thông, bảo vệ các công trình hạ tầng khác. Nhiều đoạn đường giao thông quốc lộ, đường tỉnh, huyện bị sạt lở ta luy dương, ta luy âm, sói trôi nền mặt đường, đất bùn tràn rãnh, hư hỏng rãnh, cống ngang và đang có nguy cơ tiếp tục sạt lở. Đường huyện xã có 27 tuyến sạt lở ta luy dương, ta luy âm với khối lượng đất đá bê tông, nhựa đường hàng vạn mét khối. Ước thiệt hại trong 8 tháng qua tại Lào Cai lên tới trên 151 tỷ đồng. Trước những diễn biến phức tạp của thời tiết, thời gian tới tỉnh Lào Cai tiếp tục đầu tư, nâng cấp, ứng dụng các hệ thống cảnh báo, dự báo nhằm phòng chống hiệu quả thiên tai lụt bão. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua các cấp, các ngành, các địa phương của Lào Cai đã thực hiện hiệu quả chính sách y tế đối với đồng bào dân tộc thiểu số và người nghèo trên địa bàn. Qua đó đã giúp cho hàng trăm nghìn bệnh nhân được hỗ trợ chi phí khám chữa bệnh cũng như tạo điều kiện cho người dân tiếp cận với các dịch vụ y tế, nâng cao công tác chăm sóc sức khỏe cho toàn dân. Vốn là một lao động chính, vậy nhưng từ đầu năm đến nay, chị Lèng Thị Phấn ở thôn Nàn Vái, xã Nàn Sán, huyện Si Ma Cai gần như không thể làm được bất cứ công việc gì do bị bệnh giảm tiểu cầu quái ác. Mới ra ở riêng, vốn đã khó khăn, cuộc sống của hai vợ chồng lại càng khó khăn hơn bội phần. Mắc bệnh thì không đi làm được thì rất là khó khăn. Không làm được cái gì thì về nhà thì con nó bảo là đi học thì không có ai đón. Thì nó bảo là con tự đi, nhưng mà em quay về thì em cũng thấy con nó như thế này thì con nói thế thì em cũng ra nước mắt. Thì em cũng thương con quá. Trước mắt, điều lo lắng là phải chuẩn bị kinh phí để chị Phấn đi điều trị tại Hà Nội. Từng nghĩ đến việc buông xuôi khi không thể kiếm được vài chục triệu đồng cho mỗi lần truyền máu. Nhưng may mắn là gia đình chị Phấn đã được bảo hiểm chi trả phần lớn kinh phí điều trị. Lúc đầu thì nhà em cũng nghĩ nó là một cái bệnh gì đấy, về đến Hà Nội là có thể mổ hay là cái gì đấy thì nó khỏi hẳn. Nhưng xuống dưới kia điều trị thì các bác sĩ bảo là bệnh này là bệnh mãn tính, không khỏi được. Nó phải điều trị cả đời. Điều trị thì nó kéo dài, cũng được sự hỗ trợ của bảo hiểm, cũng đỡ được khó khăn phần nào. Cùng với trường hợp chị Phấn, những năm qua đã có hàng chục nghìn lượt người dân ở vùng cao huyện Si Ma Cai được hưởng lợi từ chính sách bảo hiểm y tế. Theo thống kê của Bảo hiểm xã hội huyện Si Ma Cai, 8 tháng của năm 2020 có khoảng 25.600 lượt người dân khám chữa bệnh với tổng chi phí quỹ bảo hiểm y tế chi trả là xấp xỉ 15 tỷ đồng. Những con số này cho thấy được ý nghĩa thiết thực của bảo hiểm y tế với công tác an sinh xã hội trên địa bàn. Đối với Bảo hiểm xã hội Si Ma Cai thì cũng đã tham mưu cho các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương để cùng vào cuộc trong cái việc tuyên truyền. Hai là cũng phối hợp với các cơ quan ban ngành, ví dụ như đài truyền thanh truyền hình để phát các cái nội dung tuyên truyền, cũng như là phối hợp với các cơ quan như ban tuyên giáo hoặc là liên đoàn lao động hoặc là các hội đoàn thể. Và đồng thời với đó là phối hợp với ủy ban nhân dân các xã trong việc mà thực hiện tuyên truyền tại các cái hội nghị tuyên vận ở xã để làm sao mà tuyên truyền cái chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đến với người dân được thiết thực hơn. Đến nay, tổng số đối tượng cấp thẻ bảo hiểm y tế do Bảo hiểm xã hội huyện Si Ma Cai quản lý phát hành là trên 37.000 người. Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế trên địa bàn huyện đạt 100%. Còn trên địa bàn toàn tỉnh, tỷ lệ này đạt xấp xỉ 98%. Nhờ đẩy mạnh tuyên truyền, thực hiện tốt các chương trình chính sách y tế của Đảng, Nhà nước và của tỉnh mà đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh đã ý thức hơn trong việc chăm sóc sức khỏe bản thân, dần xóa bỏ các hủ tục lạc hậu, chủ động khám và điều trị tại các cơ sở khám chữa bệnh. Tòa án Nhân dân huyện Bắc Hà vừa mở phiên tòa sơ thẩm xét xử công khai vụ án hình sự đối với hai bị cáo Trần Văn Duy, sinh năm 1997, trú tại thôn Na Ó, xã Xuân Quang, huyện Bảo Thắng, và bị cáo Vàng Văn Thuận, sinh năm 2004, trú tại thôn Na Thá, xã Tả Trải, huyện Bắc Hà, về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân huyện tại phiên tòa, khoảng 16 giờ ngày 30 tháng 4 năm 2020, khi đang ở một nhà nghỉ tại xã Tà Trải, Trần Văn Duy gọi điện cho một người tên Chí ở khu vực xã Bảo Nhai hỏi mua 500.000 đồng ma túy. Sau đó Duy gọi cho Vàng Văn Thuận đến nhà nghỉ và chờ đi mua ma túy tại xã Bảo Nhai. Thuận điều khiển xe mô tô của mình xuống khu vực cầu Trung Đô, gặp một người đàn ông và mua hết 500.000 đồng ma túy. Sau khi trở lại về thị trấn khoảng 200 m thì bị tổ công tác công an xã Bảo Nhai bắt quả tang cùng tang vật. Cùng ngày, Duy cũng bị lực lượng công an huyện Bắc Hà bắt giữ để điều tra làm rõ hành vi. Tại bản kết luận giám định của công an tỉnh xác định mẫu vật thu giữ của Thuận có trọng lượng 5 gram là chất ma túy. Tại phiên tòa, hai bị cáo đã thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Căn cứ theo các quy định của Bộ luật hình sự, Tòa án Nhân dân huyện Bắc Hà tuyên phạt bị cáo Trần Văn Duy 6 năm tù, bị cáo Vàng Văn Thuận 2 năm 6 tháng tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bắc Hà đang tiếp tục xác minh và mở rộng điều tra đối tượng buôn bán ma túy. Nội dung vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.